Hoa xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với series xây nhà ở Pháp của Hoa nha. Ba với Alex đó là mới đi lấy đi mua hai cái tủ ở trong ở trên mạng người ta bán á. Tức là người ta bán đồ cũ á, xong mình phải đến tận nơi mình lấy. Chứ mà người ta bán đồ mới thì người ta giao tận nhà cho mình rồi. Ở bên này là nó có một cái trang web là chuyên bán đồ cũ, tức là nhà mình có cái gì thì mình đăng lên đó mình bán. Nó cũng giống như là trang mà Chợ Tốt ở Việt Nam mình vậy đó. Mà ở trên đó thì có nhiều nhà là người ta có đồ nội thất cũ, người ta không có xài nữa, hoặc là cái nhà đó người ta bán, cho nên là người ta muốn thanh lý hết tất cả mấy cái đồ nội thất. Thì là tụi Hoa tìm được hai cái tủ này. Một cái là cái tủ dạng dài để mình để đồ này nọ, còn một cái là một cái tủ cao để mà mình để chén bát. Mà cái nhà người ta bán cái này thì ở vùng An Giang là chỉ có lái xe tầm khoảng 1 tiếng tới thôi, cho nên là ba với Alex là lái xe tới để mà mua về. Cái tủ dài này nè thì nó có 3 khúc, xong rồi sau đó là mình sẽ nối lại bằng ốc vít. Thì lúc đó mà mua cái này là cái nhà Hoa vẫn chưa có làm xong tầng trên, cho nên là tạm thời thì sẽ để ở tầng dưới. Nhìn vậy chứ cũng nặng lắm á, phải hai người khiêng mới được. Khi mà ghép lại ba khúc với nhau á, thì nó sẽ thành một cái tủ dài như vậy nè. Còn ở trên á, thì sẽ là cái mặt đá. Thì cái này á, là đá 100% luôn, cho nên nó rất là nặng. Phải 3-4 người khiêng mới được luôn á. Còn đây là cái tủ kiến á, để đựng chén bát. Thì Hoa với Alex mua cái tủ này với lại cái tủ dài hồi nãy, tổng cộng cả hai cái á, là 500 euro. Thì tính ra tiền Việt của mình á, sẽ tầm khoảng á, là hơn 13 triệu cho hai tủ. Hai cái tủ xong á, thì bây giờ là tới cái giường. Thì nhà Hoa mặc dù là nhà mới nhưng mà Hoa và Alex là không có ngại dùng đồ cũ đâu, là tại vì cũ người mới ta mà. Với lại đồ cũ á, mà người ta bán bên này á, thì cái gỗ của nó đều là gỗ tốt hết, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là giá rẻ. Trời ơi, chứ mấy cái này mà đi vô trong mấy cái tiệm nội thất á, giá hơn lên tới mấy ngàn luôn á. Cái giường này tụi Hoa mua thì nó gồm một cái khung giường với lại một bộ tủ hai bên để mà trang trí. Thì khi mà tụi Hoa coi là riêng cái bộ khung giường thôi nha, nó có giá là không dưới 2.000 euro. Tại vì đây là một cái bộ khung giường á, nó nổi tiếng á, thương hiệu có tiếng á. Xong rồi anh chủ anh cũng nói là cái bộ khung giường này rất là mắc tiền. Thì là người ta dùng á, để làm nơi nghỉ dưỡng mà ở trong lâu đài á. Nhưng mà bây giờ là người ta không có dùng nữa, cho nên là người ta bán. Còn cái kệ tủ này là họ cũng đặt riêng để làm nữa. Thì khi mà người ta bán nguyên cái bộ này là người ta bán chỉ có giá 1.000 euro, là tầm khoảng 27 triệu. Là tụi Hoa thấy giá nó cũng hợp lý, cho nên là tụi Hoa mua. Còn bây giờ là đến cái ghế sofa cho phòng khách. Thì đây cũng là đồ cũ luôn, nhưng mà là tụi Hoa mua lại của bạn Hà với Chu Chu. Thì nếu mà cô chú anh chị có xem kênh của Hoa và Alex thì cũng sẽ thấy là có nhiều video là tụi Hoa quay video mà ở nhà của bạn Hà với Chu Chu. Thì hai bạn này là mới dọn sang một cái nơi ở mới. Thì ở chỗ đó là cái phòng nó hơi nhỏ, cho nên là không có để vừa cái ghế sofa. Cho nên là tụi Hoa đã ngỏ ý mua lại. Thì được hai bạn bán với giá rẻ. Tức là hai bạn mua hồi đầu là 1.300 euro, thì hai bạn chỉ bán lại cho tụi Hoa là giá tầm khoảng 600 euro thôi. Mà cái ghế này thì nó rất là thoải mái luôn á, là tại vì tụi Hoa qua đó tụi Hoa ngồi rồi mà. Cho nên là Hà kêu là Hà muốn bán thì tụi Hoa kêu liền luôn, thôi bán lại cho nhà Hoa đi. Xong rồi cái ghế này mình cũng có thể mở ra để mà mình làm thành cái giường á. Khi mà có khách khứa tới thì ví dụ như là không có đủ phòng cho người ta ngủ thì mình có thể mở ra để mà ngủ trên đây cũng được, thoải mái lắm. Nhưng mà thật sự lúc mua thì không có nghĩ tới, tại vì thấy nhà mình cũng rộng rãi mà. Nhưng mà tới lúc mà đem về thì mới thấy là cái ghế này nó cũng hơi to so với cái phòng khách của nhà Hoa. Thành ra là tụi Hoa lay hoay là không biết là nên để như thế nào cho nó hợp lý. Tại vì nó là chữ L, cho nên là nó sẽ dài là tầm khoảng 3 mét lận. Mà để ngang, để dọc, cái cuối cùng lay hoay là cứ sắp xếp di chuyển chỗ này chỗ kia. Tại vì cái phòng khách nhà Hoa thì nó có cái lò sưởi bằng củi, cho nên vào mùa đông á, nếu mà đốt lò sưởi thì không có thể nào mà để cái ghế sofa mà nó gần cái lò sưởi quá, sợ là cái hơi nóng á, nó bén tới. Lay hoay mãi cho nên là bây giờ là để tạm ở đây đi, tính sau. Mặc dù là nhà tụi Hoa chưa có xong, chưa có vào ở, nhưng mà đón tiếp nhiều lượt khách tham quan lắm. Thì hôm nay là có ba mẹ nuôi của Alex, thì cũng là bạn thân của ba mẹ Alex á, tới để mà coi nhà. Un peu fort.
c'est quoi? Les beignets de... Ouais, tu crois celui-là, n'est-ce pas? Faut prendre celui-là? Ouais. Pourquoi celui-là? Parce que c'est le lit mûr. Parce qu'il y a du piment. Les beignets de banane? Oui, c'est la banane. Mmh. Tu peux manger, allez? Ouais, je vais en manger un aussi. Mais ça, c'est moins bon parce que la banane, c'est moins mûr. Mmh, c'est bon. C'est moins sucré. Moi, je trouve que c'est sucré. C'est bon. Mmh. Toi. Toi. Si. Très bon. Non, c'est bien réussi. Hein. Comme la autre. C'est bien réussi. Merci. Hồi hôm trước là Hoa làm cho cả nhà ăn chuối chiên, xong rồi cũng vẫn còn dư vài trái chuối, cho nên là hôm nay là có bạn của ba mẹ tới, thế là Hoa làm luôn món tráng miệng này cho mọi người ăn thử. Sau khi mà đổi chỗ này, đổi chỗ kia thì cuối cùng là tụi Hoa chốt hạ là tụi Hoa sẽ để cái ghế salon như vậy. Mặc dù là nó sẽ bị vướng cái chỗ cửa một tí nhưng mà không sao, mình còn một cánh cửa để mình mở đi ra cũng được. Tại vì cái cửa đó thì cũng chỉ để đi ra vườn cho nên cũng không có cần mà phải mở cả hai cái. Cái này là đồ nội thất IKEA, một hãng mà chuyên bán đồ nội thất nổi tiếng của Thụy Điển. Thì hôm nay là người ta tới giao nè, Hoa đặt cũng nhiều lắm. Cho nên khi mà người ta giao xong thì người ta cũng chụp hình lại để là người ta cho người ta biết là người ta đã giao đầy đủ rồi á. Đồ nội thất mà mình mua như vậy thì mình sẽ phải tự lắp ráp nha, chứ nó không có lắp ráp sẵn cho mình đâu. Bây giờ là nhà Hoa lại đón được khách tham quan tiếp theo. Thì hai cô chú này cũng là bạn của ba mẹ Alex luôn. Nhưng mà hai cô chú này đã từng qua Việt Nam rồi nha. Vào năm 2019 thì lúc đó là hai cô chú cũng qua chung với ba mẹ để mà đi du lịch chung. Nhà của Hoa và Alex là giống cái bảo tàng lắm. Mọi người tới lui tham quan. Nó giỡn vậy thôi chứ là tại vì nhà là một tay của ba xây dựng. Cho nên là bạn bè của ba là cũng tới để xem coi là ba xây nhà như thế nào. Xong rồi là cũng hỏi thăm này nọ kiểu vậy. Ça va bien avec hein. Ça fait bien. Oh, faut que je ramène un, faut que je trouve un, que je mette un interrupteur double là-bas, toi. Ouais. Pour le fil de la machine là. Là où faut mettre. Thời điểm này là cứ mỗi ngày là tụi Hoa sẽ đi qua nhà sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp, lau dọn từng chút một. Tại vì thật sự là bụi nó bám nhiều lắm luôn á, trong suốt mà quá trình xây nhà nè. Cho nên khi mà dọn dẹp là cứ phải lau, ngày nào cũng phải lau hết thì nó mới sạch bụi, chứ không là nó cũng dơ lắm. Với lại là trong cái thời gian này là cũng phải chờ bên điện, người ta cung cấp điện cho mình thì mình mới xài được. Chứ còn mà điện mà Hoa đang dùng này nè thì chỉ là điện mà mình câu ké từ bên nhà ông nội qua xài thôi, chứ không phải là điện của nhà mình. Cái đống đồ mà tụi Hoa mua này nó mới giao tới. Này là cái ghế của em. Này là cái ghế chỗ phòng làm việc của Hoa. Bàn. Bàn học. Anh có mất hàng rồi. Dạ. Xong chưa? Xong rồi. Đẹp ha. Đẹp. Đẹp quá đi. Này là cái tủ giày dép. Đúng rồi, ở đây lắm. Ah, c'est bien. Exactement. Ừ, hay không? Yeah, wow. Yeah. C'est parfait. Trời, cái tủ này nó mà cao hơn một tí xíu nữa là không có để đây được rồi. Hay ghê luôn á. Nó vừa đúng cái này. Chứ nếu mà nó mà cao hơn tí xíu nữa là xong. Cần tu vi. Ừ. Cái này. Anh. Phải mở từ từ thì mới được. Trời ơi. Cái này là cái ghế ngồi. Để mà mình ngồi mình mang giày dép á. Wow, đẹp ha. Sao rất thích ha. Ừ. Không có. Ừ. Đó, để cái ghế đó để ví dụ như có ai đến thì ngồi, hoặc là nhất là những người lớn tuổi á, tại vì khi mà mình cúi xuống á mình nó sẽ người ta bị đau lưng á thì có ghế cho người ta ngồi. Giờ là tụi Hoa đón được khách tham quan thứ ba, đó là bác hàng xóm. Bác hàng xóm đi ngang qua xong rồi thấy tụi Hoa đang dọn dẹp ở trong nhà nè, cho nên là đi vào hỏi là ủa tụi con dọn qua đây ở rồi hả?
Alex đang giải thích cái là vẫn còn chờ cái bên điện á, là tại vì bên điện bực bội lắm. Hồi hôm bữa là nó xuống nó kiểm tra nhà hoa, xong rồi nó thấy là mình làm cái đường điện á là có một số chỗ sai, thì nó mới bắt đóng tiền á để nó xuống nó kiểm tra lần hai. Xong rồi sau khi mà đóng tiền xong á thì nếu mà theo luật của Pháp á thì trong vòng 15 ngày á là phải xuống kiểm tra, nhưng mà do vào mùa hè nghỉ lễ này nọ ở Pháp, xong cái nó nói là do thiếu người rồi còn phải nghỉ lễ cho nên là không có xuống được. C'est beau ça. Non, t'as le truc, même la chaussure. Eh ben t'as ça pour mettre tes chaussures, voilà. C'est oui. Beau. C'est ah. Bon. Ah bah oui. Oui, tu peux acheter. C'est ça. C'était quand ça que t'avais eu ça? Ça fait... Non, ça fait un moment. Ouais, c'est un moment. C'est le carton ici. Ah, le carton qui était là. Oui. C'est bien, on peut se mettre assis. C'est ça. Oui. C'est bien. Oui. Bon bah il y a de quoi faire, hein. Tends-toi. C'est bon. Mais ça marche, surprise. Ben, oui, mais le truc là, il charge pas assez. Non, même. Franchement, ça fait chier, là. Tu m'étonnes. Oh, ça fait beau, les bombes. Quand on aura les bombes rouges, là, depuis la fenêtre. Hein. Quand on aura les bombes rouges, depuis la fenêtre. Là cái bàn á mà nó bằng điện á, mình có thể nâng lên hạ xuống á, cho nên là nó hơi phức tạp một chút. Wow. Et puis ça, tu peux faire la mémorisation ça. C'est bien sûr. Bah de toute façon l'autre il est trop gros, je peux pas rentrer dedans. Giờ là đi tiếp tục làm cái bàn cho hoa nè. Hồi sáng đi làm với ba, nhưng mà chiều thì ba mẹ đi bận. Bàn cho hoa để làm gì? Ba mẹ đi rồi cho nên là giờ Alex làm một mình. Dễ làm không Alex? Dễ mà. Dạ, dễ. Alex là khoái làm cái này đúng không? Thích làm đúng không? Thích. Tức là dễ hơn bánh hoa. Ừ. Còn mấy cái bàn của Alex thì khó hơn tí xíu. Mà bàn Alex làm xong rồi, hôm qua làm xong rồi, hôm nay tới bàn của Hoa. Mấy cái đồ nội thất của IKEA thì mình sẽ phải tự lắp ráp hết. Khi mà Hoa mua là Hoa đặt cái tủ quần áo thì mình sẽ tự thiết kế theo cái ý của mình. Xong rồi sau đó là nó giao thì nó sẽ giao theo từng bộ phận nè. Rồi mình sẽ nhìn theo là ở trong cái cuốn sách hướng dẫn là nó chỉ như thế nào thì mình lắp ráp như vậy. Ở chỗ hành lang này thì nó có một cái hốc tường, cho nên là nhà Hoa sẽ để một cái tủ ở đây để mà mình để những cái đồ vật dụng không cần thiết, với lại để treo áo khoác, là tại vì bên đây trời lạnh, khi mà mình đi đâu về mình sẽ có chỗ đó mà mình treo. Xong rồi sau đó là Hoa tính là sẽ làm một cái cửa lùa để mà mình che lại, đặng là mình có những cái đồ gì mà không cần thiết mình giấu giếm vào bên trong, nhìn cho nó gọn gàng. Puis là-bas. C'est bon. Mmh. Yeah. Này để treo túi đồ á. Bột mét thờ sắc. Ở trong cái phòng làm việc thì sẽ để một cái tủ quần áo, là tại vì Hoa đặt cái tủ quần áo nó hơi to quá so với cái phòng ngủ, cho nên thành ra là nếu mà để vô cái phòng ngủ thì nó sẽ bị chật, thì nhìn nó tù túng lắm, cho nên là tụi Hoa quyết định là sẽ để cái tủ quần áo ở trong cái phòng làm việc. Tại sao con thích quay phim hả? Alex nói là cứ mỗi lần mà Hoa dơ máy quay là bảo đảm là thế nào là cũng làm không có được chuyện, còn mà không có quay là làm được. Nãy giờ là hai cái tủ này là chỉ có một mình Alex làm thôi đó, hôm nay là không có ba giúp nha. T'as vu comment qu'il fallait faire? Ouais. Super, c'est très bien. Ne t'attendais pas à ça, j'ai exprès rien dit ce midi. Ah. Ouais. Rien dit exprès. Ouais, tu t'attendais pas. C'est très bien. Ouais. Oui, il marche bien. Ah oui, c'est la porte, ça, ouais. Oui, c'est la porte. Alors, faut que tu te mettes à l'autre bout. Alors, on va déjà l'accrocher au-dessus.
dans la, là, une coulisse. Voilà. Maintenant, on va mettre. Toi, regarde d'autres qui sont en face, tes écrans. Voilà, je suis dedans, ouais. C'est bon. Ah. Voir, après, il va s'acclencher tout seul. Ah oui. Ah, ah merci beaucoup. Ah. Pourquoi tu... Ah, merci, ça fait. Cái cánh cửa chuột này thì nó sẽ gồm hai cái cánh nhỏ ghép lại với nhau. Cho nên là bây giờ là ba bé lấy là đang đóng từng cái ốc vít nè. Xong rồi sau đó là mình nối hai cái cánh nhỏ này thì nó sẽ ra được thành một cái cánh lớn. De toute façon, on ouvrirait les toilettes, on pourrait. Ah, tu veux comme ça la diagonale. Ah, intelligent. Voilà, comme ça. Hop. Oh. Voilà. Wow. Bon. Pareil, juste. Ah, si, ça va aller, mais si, ça va aller. Ah, mais maintenant, on pose le portail, tu vas le mettre debout. Attends, ça. Ah. Ah. C'est bon? Ouais, c'est bon. Maintenant, il faut mettre les baguettes. Ouais, il faut mettre les baguettes. Ouais. Ouais, nickel. Hein. Ça ligne. Attends. Ah ouais, la ligne. Hein. Regarde. Ouais, encore plus. Bon, elle suit. Elle suit. Il y a un fond de son de l'eau. Il y en a 20.m, 20.m, 2.1. Tủ quần áo. Tủ quần áo. Em biết mở tủ quần áo rồi. Cái phòng này coi như là xong rồi đó nha. Tụi hai để tủ quần áo bên đây á, cho nó đỡ chật cái phòng ngủ. Tại vì tủ quần áo nó to quá, để bên phòng ngủ nó sẽ không có đủ chỗ. Dạ. Bàn này thì nó có thể nâng lên hạ xuống á, để Alex làm việc cho nó dễ. Dạ. Alex đau đau vai, đau mỏi vai gáy. Dạ. Già rồi. Già rồi. Cho nên là nhiều khi là phải đứng làm việc thì cho nó đỡ mỏi vai, chứ ngồi thì nó sẽ đau. Giải phóng mấy cái đồ nội thất ở chỗ này xong á, thì nhà Hoa bây giờ mới bắt đầu đem bàn ghế vào. Chứ nếu mà đem bàn ghế vào trước á, thì sẽ không có chỗ để mà mình lắp ráp đồ đạc. Để vận chuyển á, mà cho dễ dàng á, thì ba sẽ dùng cái xe công nông này nè, bỏ mấy cái tủ vào, xong rồi vận chuyển là từ ở dưới tầng hầm đi lên trên, cái đi đường vòng qua cho nó tiện. Mấy cái chân tủ là Alex đang dán cái miếng lót để khi mà mình di chuyển nó sẽ không có làm chày xước cái sàn gỗ. Cái hộp tủ này là hồi xưa là người ta dán mấy cái miếng vải nhung để mà người ta chia ngăn ra, người ta làm cái nơi mà đựng dao, nĩa. Nhưng mà Hoa và Alex là không thích cái này một tí nào. Cái thứ nhất là nó màu đỏ, cái thứ hai nữa là nó có một cái mùi mà đồ mà lâu quá, cái vải nó dơ lắm, nó bám bụi lắm. Cho nên là nhà Hoa quyết định là sẽ tháo ra, nhưng mà tháo cực lắm luôn á, là tại vì nó dính chặt lắm kìa. Xong rồi phải dùng cái máy này nè, chà chà cho nó ra bớt. Oh,
Top, top. Top. Parce que c'est bon, il faut mesurer, mais... Pas plus bon, on va mesurer, mais il fait que 8 mètres, quoi. Oui, ça va. On n'a pas, pas besoin de 8 mm. Ça, c'est de sacré placard. Ouais. Je te dis, ça bouge vraiment. Mon père, il était là, on voulait remettre les vis. Oh, au cas où. Je dis, mais t'inquiète, mais tu auras ça là-dessus. Ça bouge ouais. Un millimètre. Ouais, s'il y a de la tempête, tu pourras mettre un dans le meuble et ça partira pas. Bah là, il n'y a pas besoin de fixation là-dessus. Hein. Ouais. Pas besoin de fixation. Ah, il est beau. Ouais, ça va bien. Cái này là nó bằng đá mà nguyên một cái tảng này á, cho nên là nó nặng cực kỳ luôn, để lên trên cái tủ là cái tủ không nhúc nhích luôn. Bởi vậy á là ba mới giỡn á là mới muốn có bảo là chui vô đây tránh bảo. Bây giờ là tới bộ bàn ghế nè, thì bộ bàn ghế này là của họ hàng xa nhà Alex á, là người ta bán á, xong rồi ba mẹ là mới gom về để đó, để trong kho. Cho nên bây giờ là khi mà Hoa và Alex xây nhà thì mới lôi cái bộ bàn ghế này ra để mà dùng. Đó, nhà Hoa toàn dùng đồ cũ không mà. Cho nên được cái là tiền mà mua đồ nội thất ở trong nhà thì cũng không có nhiều, đỡ tốn kém. Tại vì tiền là tụi Hoa dồn vô để mà xây nhà. Tại vì cái nhà mình xây là mình không có xây lại được. Nhưng mà đồ nội thất mà mình không thích thì mình có thể đổi được, không có sao hết. Cái bàn này là xưa lâu lắm rồi luôn á. Ba kêu là bàn này là có từ hồi mà ba còn nhỏ luôn á. Là hồi xưa là ba đi qua nhà họ hàng chơi xong rồi ngồi ăn uống trên cái bàn này nè. Cho nên khi mà nhà người ta bán là người ta bỏ hết tất cả mọi thứ ở trong nhà. Thì ba mới gom đồ, ba mới gom bàn ghế này nọ về giữ lại. Ở hai bên đầu của cái bàn thì mình có thể kéo ra để làm cho cái bàn nó dài hơn. Ví dụ như là nhà mà có nhiều người thì mình có thể kéo ra. Nhưng mà nó hơi khó kéo là tại vì để lâu quá ở trong nhà kho, cho nên là để thêm dầu vào cho nó dễ. Phòng ăn với lại phòng khách đó là coi như xong rồi đó, nhưng mà nó tạo ra hai cái thái cực khác nhau. Tức là một bên đó là bàn ghế cổ điển theo phong cách thập niên hồi xưa, còn một bên đó là ghế salon hiện đại. Cho nên đó là Hoa cảm thấy là không có ưng cái tức là Hoa không có ưng lắm cái chỗ phòng ăn là tại vì nhìn nó hơi tối. Tại vì tất cả đều là cùng màu gỗ cho nên nó không có một cái điểm sáng nào, cho nên Hoa quyết định là Hoa sẽ sơn lại mấy cái ghế thành màu trắng để khi mà mình để vào nó có một cái điểm nhấn. Chứ không thì Hoa nhìn thấy là cái phòng ăn nó cứ tối tối làm sao, nhìn nó không có ưng mắt so với phần còn lại của cái nhà. Voilà. Ah, pour faire comme ça. Ouais, jusqu'à quand c'est dur. Voilà. Et prends comme ça. Voilà. Ah. Et après tu peux la revisser un peu. Mmh. Et ça c'est très solide ça. Ah ouais. Ouais. Bien. Il faut que je mette plus serré la vis. Cái phòng tắm này thì Hoa muốn để cái miếng gỗ trên cái kệ này, xong rồi hai bên sẽ là cái máy giặt với cái máy sấy. Thì như vậy là mình sẽ tận dụng là cái phần trên để mà mình đựng đồ, hoặc là sau đó là Hoa sẽ để cây cối trang trí. Tại vì nó có ánh sáng từ cái cửa sổ vào thì nhìn cho nó đẹp. Hoa mời cô chú anh chị và các bạn xem sơ qua ngôi nhà nhỏ của Hoa và Alex nha. Phòng tắm là nơi mà Hoa yêu thích nhất là tại vì nó giống như trong cái trí tưởng tượng của Hoa lúc đầu. Tức là mọi cái ý tưởng của Hoa như thế nào về cái phòng tắm thì đã đều được thực hiện đúng như vậy. Tại vì với một ngôi nhà tự xây như vậy nè, thì kiến trúc sư là người ta chỉ có thiết kế cái phần thô ban đầu thôi. Chứ tụi Hoa không có thuê là kiến trúc sư là người ta vẽ cái phần mà thiết kế nội thất bên trong. Cho nên khi mà cái nhà mà hoàn thành thì những cái mà đồ nội thất rồi những cái ý tưởng đều là của Hoa và Alex là tự nghĩ ra. Xong rồi sau đó là đi tìm mua rồi làm cho nó giống như là tưởng tượng của mình. Bởi vậy khi mà hoàn thành thì nhìn cái nhà nó ưng mắt á, tức là nó đúng cái gu của mình thì mình cảm thấy vui lắm.
chỗ bàn ăn á, sau khi mà tụi Hoa sơn mấy cái ghế á, thì nhìn nó có điểm sáng hơn, tức là nhìn nó đồng điệu hơn so với những phần còn lại của ngôi nhà. Tại vì cái tông màu chủ yếu của nhà Hoa thì sẽ là màu trắng với lại nâu gỗ, cho nên Hoa muốn á, là nó cũng sẽ đồng điệu với nhau một chút. Còn những cái nào á, mà mình khó có thể đồng điệu được á, thì thôi kệ, đành phải chấp nhận. Chỗ bếp á, thì tụi Hoa làm nó giống như là một cái quầy bar, cho nên là tụi Hoa gắn thêm ba cái đèn nữa để khi mà buổi tối á, mình bật đèn lên á, cho nó lung linh, xong rồi ngồi chiêu chiêu uống vài ly cocktail. Về cái bếp á, thì Hoa sẽ quay riêng ở một video khác nha, để mình làm một cái video là sắp xếp đồ đạc trong nhà bếp nè. Hoa với Alex á, thì cũng chỉ mới dọn vào ở được tầm khoảng một tuần thôi, cho nên là vẫn còn nhiều đồ bày bừa, đồ đạc sắp xếp lắm. Bởi vậy mấy cái phòng nào mà bày bừa thì không có quay cho cô chú anh chị xem. Hẹn á, là ở những cái video sau nha. Thì Hoa cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video đến đây. Nếu mà thích kênh của Hoa thì có thể bấm thích và đăng ký kênh Hoa và Alex Cuộc Sống Pháp. Hẹn gặp lại ở những phần tiếp theo của video xây nhà nha.